Tiếp tục 8 vào nút về rất nhiều cho bác nhé. 8 vào nút bản 64 GB. Thì báo cáo bác là đối với dòng này thì em cũng nợ đơn các bác rất là nhiều. Thôi bác nào, bác thông cảm, hàng về thì ai cũng thế thôi. Bán hàng ai thì muốn hàng về liên tục để trả cho bác. Nhưng có những đợt thì nó không về kịp thì bắt buộc phải chậm chậm đơn của bác thôi. Này, 8 vào nút thì như giới thiệu các bác đây. Đối dòng này thì 10 con gần như cả 10. 10 con gần như cả 10 luôn. 8 vào nút 64 GB. Tại sao dòng này nó đẹp như vậy mà nó lại 10 con lại nói như cả 10, là tại vì bác nhìn này. À, tất cả những dòng này thì nó được thiết kế nó đều là kính cường lực sau và trước, kính cường lực, nên là khi có kính cường lực rồi thì nó hầu như nó không bị xước, nó không bị xước, nên là máy nó rất là đẹp. Xung quanh nó bo viền là màu vàng vàng gôn cực kỳ đẹp nhé, vàng gôn đấy. À, dòng này thì có màu đỏ và màu đen, và màu này nữa, màu đen thì đây, màu đen đây đấy, màu đỏ nữa. Thì báo cáo bác là nó có mấy màu đấy, à, đỏ đen và màu này. Đúng rồi, có ba bốn ba con đỏ không, là gì làm gì mà hết lên thế. Ủa, đỏ hết rồi, đỏ hết rồi, đỏ hết rồi ạ. Đấy, đây là đối với lại iPhone 8 Plus bản 64 GB. Thì đây em Tuấn đọc qua cho bác này. À, giá thì em cũng báo giá suốt trên kênh cho bác rồi. Dòng 8 Plus này có mức giá là 3.590.000, 3.590.000 đối với dòng này. 8 Plus hầu như con nào như con nào. Đấy. Mà nó đều như nhau hết. Ok chưa? Con nào cũng vậy. Hầu như là không có con nào khác, con nào cũng thế đấy. Đấy, đây. Nhìn vào cài đặt nha, cho cài đặt chung này, giới thiệu này. Đấy, có nhìn đây, iPhone 8 Plus chưa, bản là đây, bộ nhớ 64 GB. À, mức giá của nó là em nó là 3.590.000. Dòng này thì chắc cái lô này về đây mới giảm nợ đơn nữa thì chắc cũng còn được khoảng 5 6 con nó thử rồi thôi. Bắt nó lấy thì đặt tiếp, hàng về lại trả thôi nhé. Đây là đối với lại dòng 8 Plus, iPhone 8 Plus và bản quốc tế 64 GB, mức giá 3.590.000. Có màu này và màu đen và màu đỏ. Chào các bác.